Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai. Đó, nhỏ nhỏ gọn gọn chơi bonsai hết ý rồi quý vị ơi. Là quay cũng rất là nhiều cây như quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho shop nha. Đây, nay quay giới thiệu mình bao nhiêu đây? Đó, quá xá mai luôn. Quý vị mà có nhà ý chốt số lượng nhiều quý vị hoặc chốt hết clip nè, có giá sỉ quý vị luôn ha. Đó, đẹp đẹp vậy không nè. Đó. Đó, quý vị chốt hết clip rồi giá yêu thương luôn nha quý vị. Rồi, em chào anh. Rồi, chào anh Tấn, chào cô chú đam mê mai vàng nha. Nay con có về một số lô mai phôi nhỏ nhỏ và mini để ghép siêu bông mình lại cho mấy chú. Địa chỉ là ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0913079230. Số đó xài Zalo nha. Rồi mời cô chú vào lô số 1. Rồi, một combo. Có em này combo đầu clip này tới 6 cây luôn quý vị ơi. Đây. Đây. Thì cái combo vậy mình sẽ đo một em khỏi đo chiều cao, đo cái hoành em nhỏ em bự thôi nhưng ơi quý vị. Cây này rồi, em nhỏ nhất nè. Nhỏ nhất nè. 9 nè. Rồi, 8, nhỏ 9. Nhất 9 đi. Rồi, em bự nhất là em đó ha. Bự nhất là em này nè. Đây, 13 yếu xíu. Là yếu miếng, cây nhỏ mà. Rồi, đâu quý vị. Rồi, xì. Lô số 1 này có 300 ngàn nha cô chú. 6 cây 300. Mình bao phí ship rồi luôn rồi. Đó, mình xuống cây. Bỏ đâu? Bỏ ra ngoài luôn. Rồi, chuẩn bị mình vào cái combo mã số 2 luôn. Số 2. Đây, lên liền cho quý vị đây. Đó, mình, combo này cũng có 6 cây luôn rồi quý vị ơi. Đây, 6 cây, cái này nó nhỏ mà nó quái khéo, nó quái ngộ lắm nha. Rễ không à. Này khỏi nói, này nhỏ xíu mà đều rễ ngộ lắm. Cây quái. Rồi, mình rồi. Cho cái hoành này, em nói đi anh, mình không có cho cái quái, hoành em quái này, em cho cái hoành em đứng đó đi. Nó ngay tay anh á. Đó. Đó, trên đó đi ha. 10 ha. Rồi, em bự chắc em bự này ra quá ha. Em này quá. Này cũng hào hào. Đây là 12. 12, 10 tới 12 đi quý vị. Cái này em quá thì mình cũng rất là quá. Đo được rồi. Mấy cái này về ghép siêu bông mình lại là như ý luôn. Ghép giảo như ý cũng được. Quý vị muốn ghép giảo nào quý vị ghép tiền quý vị. Rồi, mã số 2 này 6 cây cũng có 300 ngàn. 6 cây 300 luôn, cây đẹp không ha. Rồi, xuống cây luôn. Nhắn tay chốt lẹ quý vị ơi. Quý vị có nhảy chốt hết nguyên clip. Nay mình quay bao nhiêu combo vậy anh? 30 hả, phải không? 30, 31 gì đó. 31 vậy hả? Rồi quý vị có nhảy chốt hết 30 mấy combo thì có giá sỉ luôn. Nãy giờ chưa điếm nữa. Rồi combo mã số 3, em này 246 cây luôn. Cũng 6 cây luôn. Bán đồng giá cái này nó tới mấy lô lận? 6-7 lô gì là 300 ngàn. Rồi mình vào cái hoành nó đi anh. Ngang ngang ngửa ngửa nhau có đâu á nhau không tầng đó đi này đi này đi cũng được thằng nào người này đem đo cho cái cây nhỏ này nhỏ nhất cái nhỏ này giờ là 8 nè 8 nè cũ này chắc bự cái cây siêu siêu bên kia kìa này nó dính rồi cái đó nè đó cái siêu siêu một tốt á 11 rồi 12 rồi sẽ chậm chậm vòng cho gì mình xem kỹ mấy em này ha để đẹp không nè. Rồi combo rồi, này mã số 3 cũng là 300 ngàn. 30 ngàn 6 cây đẹp vậy luôn. Rồi xuống cây luôn. Quá yêu thương luôn. Rồi mình lên mã số 4 số luôn. 4. Số 4 cũng có 6 cây luôn. 6 cây luôn. 6 cây là mấy trăm vậy anh? 6 cây cũng 300 luôn. 6 cây 300 hả? Rồi, 6 cây 300 mà bao cái phí vận chuyển cây tới nhà gì luôn ha. Cái này là nó cần ký. Cần ký. Nó cần ký không cái này. Hết tiền luôn rồi đó. Cái này giống như gì đam mê mười mấy ngàn giờ đi tới ship cũng mười mấy 20 ngàn một cây nè mười mấy 20 ngàn cây nhưng 6 lên là hết bộn tiền rồi. Rồi mình cho cái hoành luôn đây cái này đi cái đó đi đó là 8 nè cái bự bên kia kìa nó ngay tay anh đó đây 11 một dư đó quý vị ngắm nghe kỹ đế nha tới 6 cây cái nào cũng có đế đẹp hết rồi. Rồi, rồi số 4 mã ha. Số 4 này cũng 6 cây 300 ngàn. Xuống cây luôn.
Rồi tiếp tục lên mã số 5 luôn. Mã số 5. Số 5 lên luôn. Đây số 5. Đây số 5 6 cây đây. Cũng rồi, 6 cây luôn. Cho cái vô cái hoành luôn đi anh. Để đợi tốt thời gian cái gì anh quay hơi nhiều nè. Cây nhỏ nhất đây, đo khúc này nha, còn cái củ đế là không tính. Rồi. 7 rưỡi à. Rồi, qua cây bự cao cao này dữ lắm. 12. 12 ha, rồi. Rồi, mã năm này cũng có giá là 300.000. 300.000, 6 cây. Rồi, xuống cây luôn. À, mình lên mã số tiếp theo số 6 luôn quý vị. Số 6. Combo này cũng hơi nhiều nhiều cây thôi nhưng cũng 6 cây nữa đây ha. 6 cây luôn. Đây. Rồi, vô cái quanh liền luôn đi. Hơi dài. Số 6 à, số 6. Rồi. Đó, chập đại thằng không thấy thằng này đi. Chín à? Chín nè. Bự ghê. Bự đây. 11. Chính tới 11 và anh ha, có gì ngắm nghĩa đế anh nói ha. Này thì nói cây này đế rất là đế, đế dữ dàng đế luôn. Rồi combo mã số 6 rồi, cái gì? Combo này cũng giá có 300.000 thôi. Rồi, xuống cây luôn, 300.000. 6 cây. À, lấy cái điện không thôi, ngã. Sập mâm. Giá này giá sập mâm chứ không phải sập sàn. Mã số 7, mưa dính mới vừa quá. Mới xịt đỡ này mưa dăng nữa hả? Đây, rồi, số 7. Mã số 7, combo này cũng 6 cây luôn. 6 cây luôn. Vô hoành luôn đi anh đây. Còn ngoài kia cục được kìa. Còn ngoài kia mọc cái ấy nữa. Hết mã này, 7 này, 8 nè. Rồi, rồi, vô cái hoành đi rồi. Mình quay hơi là hơi nhiều cả, nhiều combo quay nhanh nhanh gọn. Rút ngắn lại. 8. Rồi 8. Rồi hoành luôn. Này hoành cái này. Cũng 11. Rồi, sẽ xây luôn. Sẽ chậm chậm có này. Rồi. Rồi. Số 7 cũng 6 cây. 300. Rồi, xuống cây luôn. Lấy đều đều nha để sập mà sập mâm đó nha. Rồi lên combo tiếp theo luôn. Nhưng mà số số 8. 8. Số 8 thì có 5 cây à. Rồi giờ cây bự rồi. Cây lớn hơn nãy nha. Cây này hoành bự hơn nha. Đây à, giờ có 4 cây để con bít cái mâm này rồi. Đây nè, đó à, rồi. Cây này rất là đẹp. Vô hoành liền giúp em luôn anh. Vậy kéo dài đi xem. 10. Cây nào bự nhất đây. Đây bự nhất. Cây này 14 mấy cây 15 luôn rồi. 14 rưỡi ha. 10 cây 14 rưỡi. Có những mấy rồi. Cây này về chơi đổ là hết ý luôn. Đấy. Rồi, 5 cây mã số 8 nha là có 400.000 thôi. 5 cây 400 để đẹp luôn. 5 cây 400.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình lên mã số 9 luôn. Số 9. Rồi, cho em hỏi từ mã số 8 trở về tới cuối clip là mình đồng giá luôn hay sao anh? Đúng rồi, từ số số 8 trở về tới cuối clip là có 4 500 5 cây 400 cây, 400 vậy là 400 tới cuối clip luôn nha quý vị. À, để hồi như mình con này thích hơi bự lô nào cái lô ha. 11. Rồi 11 nó đại đi nó đại cái đại đi 13 rưỡi đó. 1 cái 13 rưỡi mai này củ đế dữ lắm này cô chú củ đế nè. Cái này là combo mã số 9 nha quý vị. Số 9, số 9 4 cây cũng ối 5 cây, 5 cây 400. Rồi, xuống cây. Đó. Để nó sập nữa. Rồi, sập lên nữa. Combo tiếp theo luôn. Combo số 10 luôn. Rồi. To to luôn nè. Rồi. Số 10. Rồi, cho cái quanh em nhỏ đi, nhỏ anh kia. Ở đây. Rồi. Nhỏ nè. 12. Em bự trực à.
Cái này chắc chà bá rồi. 18 luôn rồi. Rồi. 2018 ha. Rồi, mã số 10 này 5 cây cũng có giá 400 ngàn. Rồi, 5 cây 400. Rồi, 4 cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số tiếp theo luôn. Mã số 11. 11. Để quái đẹp đẹp không nè ha. Đây. À, rồi. Rồi. Anh cho em cái hoành của em đế quái bên cây nằm bên kia. Đó. Còn đây ha. Nghe nó đó. Tôi coi 149. Lộn. Hoành nhỏ mà đấy 149 như vậy. Đây, 12. À, 12 hoành. Cây bự thật bên kia kìa. 12 hoành. À, cái đó đó. Này chả bá luôn. 16. Rồi, để đây quý vị. Nè, đi quay xong rất là đẹp. Này là combo số 11 ha. 11 có 5 cây cũng có 400 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nha quý vị ơi. Lên combo sang số 12 ha. Rồi, tới combo 12. 12. Lên luôn đây. Rồi, cho quạnh cây nằm dài. Nè, cái này nhỏ nè. Đó thật ha. Cái này nhỏ. Chín mấy gần 10 chứ chưa được. Cái bên tay anh luôn. Cây bự nhất nè. Là bự nhất ha. 16 luôn. Rồi, 16 dư luôn. Xây gì nữa rồi đấy ha. Mã 12 cũng có 5 cây. Rồi, 5 cây này cũng 400 ngàn luôn. Rồi, xuống cây luôn. 5 cây 400 bao ship tới nhà. Giá quá rẻ ha. Về ghép hết ý không quý vị, ghép chơi ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn, mình lên 13 luôn không quý vị ơi. 13. Rồi, số 13. Đẹp đẹp quái không nè. Người có chút xíu còn ướt nhem một dẹp. Rồi, mình vô hoành luôn đi ha. Hoành cái cây nằm ở giữa đây. Cái nhỏ đó, nó nhỏ nhỏ mà quái nha. Cái hoành nó giá nhỏ hơn cái cọng rễ trên lưng nó nữa. 11. Rễ nó chắc cái, cả 12. 11 luôn. Rồi cái trực đó. Trực này đúng rồi. Cái trực này. 13. 3 ha, 11 thì 13. Rồi, quái không có gì. Số 13. Đây số 13 viết 13 kìa. 13. 13 này cũng có giá là 400 luôn. 5 cây 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn nha quý vị ơi. Số 14 luôn. 14. Quay. Cũng đang quay không quý vị. Đó. Rồi. Cho cái hoành em kia đi. Đó đó. Em này nè, em này nhỏ nhất nè. Bự nhất em tới đây. À, nhỏ nhất là 10 rưỡi à. Chưa được 11. Đó, cái đó bự á. Cái này chà bá luôn. 14 luôn. Đó, đế quý vị ơi. Đế qua đây. Quái đẹp đẹp không nè ha. Đế giữ lắm đế. Cái này quay qua đây một cái rồi đó. Đó tiền. Rồi. Mã 14 này cũng có giá là 400 ngàn luôn. Rồi, 4.000, 5 cây đẹp. 5 cây 400. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 15. Rồi, lên luôn. 15 á, lên đi anh. Đúng rồi đó. Lại, 15 á. 15 viết gì đâu. Tùm lum số. Tùm lum la vậy. 15 số đó, mà số 15 á. 15. Rồi, mã số 15. Rồi. 5 cây luôn. Rồi, cái bự nhất là cái anh cầm á. Cái nhỏ chắc cây này quá. Đó, đây đó, đó. 10. Cái bự ở bên kia. Này bự à. 17 luôn nè. Tiền gần. 17 rưỡi nha. Rồi. Rồi, mã 15 này 4 cây. Ô, 5 cây chứ. 5 cây cũng 400 luôn. Này giờ quay đồng giá luôn. Đồng giá quý vị ơi. Vì quan thích combo nào cái alo như vậy. Chạy thôi rồi. Rồi lên 16 luôn. 16.
sáo. Sáo này quýp quýp quẹp ạ. Rồi. Quá sao để ha. Quá để luôn. Là cây đó đi. À, một cây mai bay. 11. Rồi. Đấu diện luôn, đấu diện kia luôn. Đây cái này bự ạ. Cái đó bự á. 14. 14 ha quý vị. Năm em này để. Quá để giữ không ha, có hình thú. Cái này làm nhìn thú luôn. Ha. Ốc rồi, để rồi mã 16 này cũng có giá là 400 luôn. 400 năm cây đẹp vậy luôn ha. Rồi xuống rồi. Cây luôn. Lấy giá chị đây nó rớt gạch. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã 17. 7 lên luôn. Để cho đặng rớt. Rồi cái cây nữa. Đây. Quá xá đế luôn. Rồi cho hoành luôn. Quanh chắc đó, cái đó luôn anh. Cái này quá. Dạ. Quanh cây nhỏ đi, 12 nè. Cái bự nè. Cái bự này. Cái bên luôn. Rồi, 16 luôn. 16, 12, 16, 2, chậm chậm, cái gì cũng kỹ, đế cũng kịp nha. Qua đế nè. Mà... Rồi, combo mã số 17. Rồi, combo 17 cũng có giá là 400. Rồi, 4 cây 500, xuống cây luôn. 400 à, chứ 5 cây 400. 5 cây 400. Ship luôn rồi đó, bao phí rồi luôn cái gì à. Bao phí vận chuyển luôn. Rồi, 8 luôn, 5 cây luôn cái gì. Nói gì vui với báo giá cái gì rồi ha. Đồng giá, từ đây tới cuối là đồng giá, 5 đồng cây, giá. 5 cây 400. À. Đây, ốc. Cháu hoành đi. Hoành cây nhỏ nhất nè. Nhỏ là 10 rưỡi à. Em bự. Em bự em kế bên nó quá. Em đây đây. Đó đó. 13. 13 mấy này cũng gần nhau. Đi qua đi qua sa đi. Rồi mã 18 này cũng có giá là 400.000. Rồi xuống cây mã số 18 luôn. Điều điều chứ để nó rớt. Rồi lên mã số 19 luôn. Mã 19. Cây đây cũng 5 cây luôn. Rồi bỏ cây đây, xây, này đi xây. Cái này à, cái đó cây nhỏ đó. 11. Rồi em bự là em bự là em đó em luôn này nè. À đúng rồi. 14. 14 rưỡi luôn. Rồi xây xây chậm chậm đi để nha. Đi. Đẹp đẹp không quý vị ơi. Mã 19. Rồi 19 cũng có giá là 400. Xuống cây luôn. 400. 5 cây. Lên 20 luôn. Để quái nè. 20. Lên thấy 2 cây, thấy 2 cây quái. Đây, đây nữa nè. Thêm cây 3 cây ha. Nói chung năm em này đấy đẹp đẹp không à? Đấy đẹp đẹp không ạ. Bưng trúng, bưng trúng luôn này đẹp đẹp không? Cái lô này hơi trội à. Nói chung sắp có sắp nhiều lô quá. Mười. Cây cũng không có điều tay. Không có điều tay. À, không có điều tay nha. À, cây kia 10. Đây, đây cây bự đang nằm nằm cây đông này nè, cây này mới bự nè. 16 rưỡi. Rồi. Quý vị ơi. Cái này để mấy cây đẹp nằm đây quý vị ơi. Chốc gấp cái này trái cái lô này quá. Không có điều tay. Lựa không điều tay. 20. Rồi mã 20 cũng rồi. Có giá là 400. 4 cây. Rồi hai cây này không sớm ta đủ rồi. Sớm ta bán có hai cây này. Hai cây để quái cũng đủ 400, này tới 5 cây luôn. Tới 5 cây luôn. Là không kịp mưa. Tập không điều tay ha. 21. 21 cũng đẹp đó nè. Đây, nguyên con thú nè. Nàng sư tử ra đây. Này 21. 21. Rồi anh cho em cái cây hoành nhỏ nằm nằm đó đây anh. Đây cây nhỏ là cây này. Còn cây bự quá, cái bên này luôn. Cái này đế ở trong này. Quá, đế quái đế này. 10 rưỡi. Cây bự kế bên tay anh luôn á. Một cục còn đủ cái lá ở hoành nó luôn phải không? Cái này nó hoành chỗ này giữ tận à. Hoành đó chứ đâu giờ. 20. Đó thì hoành đó cái đó chứ đâu giờ gì. Còn cái này như cái bộ này hết biết cái cây này luôn. Đây, đây. Rồi 21 này giá là cũng có 400.000 nè, cái này là như sư tử nè, sư tử có cái bơm đằng vàng đó ha. Qua rồi xuống cây ha. Rồi xuống cây lấy vô lấy thêm cây
cái đóng rồi lên 22 luôn. 22 rồi. 22 22 như em thấy ngay chỗ tôi. Chỗ đó phải không? Chỗ cái tay anh Hường đó. Đó đó ở đây. Rồi rồi rồi, đó đúng rồi. Đó. Đủ đủ đủ. Đủ 5 cây à. Đây. Rồi, đẹp không nè ha. Lô này đẹp đẹp không à cô chú ơi. Lô này đẹp dưới quá đây quý vị. Lấy đại. Lấy đại. Làm lâu làm lẻ quá không kịp. 12. Lô này quá đẹp luôn. Rồi nó, đó. Cây nổi cây này với cây này không đủ 400 rồi. Đó khúc trên nè. 15. Đó. Mà 5 cây luôn. Rồi, cái này mà bán trên TikTok là cái lô này bán 2 cây là đủ 400.000 nha cô chú. Cái này làm hơi bị lộn xộn cây nè. Ừ. Lô này đẹp quá. Rồi, 22 xuống cây. Bán. Cái này chết quá. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Mưa xuống, nãy mưa xuống làm gấp kịp. Quá. Là không kịp nên hơi bị một con số cây, con số lô bị hố giá rồi vậy. Rồi, 23. Cái đẹp quá bán giá rẻ rẻ luôn. Đây. À không. Đây, mã số này 23 ha. 23. Rồi. 10 đồng ngàn đây vậy nè, vậy là 12 này. Đó. Đây có cái bự đó, ngay ta luôn á. Rồi đồng ngàn đó là nhiêu? Tính 16 đi ha. 16 rưỡi. Đó. Để đây. Chiếc cây nào cũng đẹp, lô nào cũng đẹp nha cô chú. Đây. 5 cây đẹp đẹp vậy cũng có 400 đây. 5 cây 400. Rồi, xuống cây. Rồi. 23 cũng có giá là 400. 5. 5 cây 400, 5 cây 400. Mày vô quý vị ơi. Này gì quý vị ghép làm mà dạng tay nè. 24. Cái này ghép là ok rồi. Quá rẻ. Rẻ rồi. Bán rẻ rồi. Bán đổ bán tháo gì đâu. Tiêu quá rẻ đâu quý vị ơi. Đây. Chắc bán xong clip này chắc đi Bình Dương bán nước tương luôn, không có bán mai. Rồi. Bình Dương qua đây rồi. 12. 12 cái bánh bự. Cái nào đó hả? Rồi. Cây nằm này cũng được nè, cây nằm rễ đó nè. Cây kia cắn cái rễ rồi, ôi cắn cái ấy rồi. Đi. Ngồi đây. 15. 15 ha. Rồi. Đế này. Quay nè nó. Này cộng đế cộng nào cũng nó chà bá không nè. Đây đẹp đẹp quái quái không. Số 24. Rồi, 24. Rồi, cũng đẹp quá đây. Cũng giá là có 400.000. Rồi, xuống cây luôn. 400.000 mà được 5 cây đế đẹp. Rồi hẫm. Hẫm người ta. Sau này anh đi ra Bình Dương anh Bình Dương. Nhưng bán nước tường chứ không có bán mai nữa quý vị ơi. 25. Bán giá này chắc sập sàn rồi. Bán giá này xong chắc vợ đuổi khỏi nhà quá. Trời. Cái gì ủng hộ mạnh tay giúp anh Duy nha cái gì. Giá này quá rẻ rồi ha. Rồi, 25. Rồi cho em cái quanh em nằm đó đi. Nằm đi. Nằm á. Rồi. Cây kế bên luôn. À 11 à, 1 rưỡi à. Rồi cái bên em bự nè. 15 rưỡi. 15 rưỡi. Rồi xây luôn. À. Đấy, đẹp đẹp không nè. 35 này cũng 400.000 nha. 400.000. Cây này là nó chơi mua về xanh sữa cũng có lời luôn đó, quá đẹp. Rồi, xuống cây luôn. Cái cô chú nào ở Bến Tre là về ghép là chơi hết, làm hết lô luôn chú của chú ơi. 30 mấy ra 31 32 gì cái combo. 31 32 lô thì cũng có trăm mấy chục cây thôi. Thở về Tiền Giang trở qua Bến Tre gần luôn. Xẹt luôn, xíu nữa có quý vị alo, xíu nữa có mai tới nhà luôn. Rồi, mã số 26 đi quý vị. 26. Rồi, cái hoành, cho em cái hoành, em cái đế quái anh bảnh đi. Cái đây nè, cái đây nè. Đó, đế quái nha. Quá, wow, xin cái đế nè. 11, 1 rưỡi luôn. Rồi, cho hoành em kế bên tay anh luôn đi. Đây nè, đây nè, cái này nè. À. Đây, cái này đó thì, đó. Cái này thì to à. Đó, to đó, cái đó cái to cái nhỏ cái gì? Đây 15. 15 hơn luôn nè. Đó, nhỏ mà quái nè. Đế thôi, cộng đế bằng ngón tay một cái. Rồi, mã 26. 26 cũng có giá là 400.000.
rồi xuống cây luôn. Để lấy rồi, nguyên mình lên 27 luôn rồi quý vị ơi. 27 rồi, mã 27 cũng 5 cây luôn. Rồi đó, hoành em nào đây, đo hoành hai em này đi, cùng vào nhau đi, cái này đi với cái kia, cái cục nó bự lắm, 13 cái bự kế bên nó luôn. Đây với em này có đâu quá, 15 rưỡi à, 15 rưỡi hay 13 tới 15 rưỡi như vậy. Đây để nè, để thì khỏi bàn luôn. Rồi mã 27 này cũng có giá là 400 ngàn. Rồi 400 năm em đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 28 luôn. 8 cũng một combo 5 cây. 28 5 cây 400. Để quay quái không có gì nè. Đấy đẹp rồi. Đẹp đẹp không rồi. Bao ship rồi nhưng quý vị. Rồi cái này đẹp, để quái nha quý vị. Cái này nhỏ nhất rồi. Lô quái nha. 10 à. 9 rưỡi à, không được 10 nữa. Cái bự cái bên nè. Đó, để quái luôn á. Bên đây có đế. Rồi, 14 rưỡi. Để qua đây. Đẹp đẹp không? Đó. Cũ là cục cục không. Cô chú nào ở Bến Tre về lấy về ghép siêu bông mình lại bán giống của chú ơi. Gần gần ship tới tiếng 2 tiếng đồng hồ có mai tới nhà liền. Rồi. Rồi. Xuống cây. Còn cái gì ở xa xa thì 28 này cũng có giá là 400 nha cô chú. Thì vài ngày mới tới nha quý vị. Rồi 29 chín 5 cây luôn đây quý vị. 5 cây à, cây đổ cây bay lùm la đây này. Rất là quái. Rất là đẹp cây. Có cây cạch cầu. Cây này 5 cây. Quạch năm nào đây? Đây, đo quạch này đi. Nhỏ đó ha. Nó gì, đo gì đi. 9. Rồi, 9. Này bự. Này. Mười bốn. Ok, quý vị. Nè, cái này là quái. Cái cụ đế quá, chứ cái cụ đế mà sao nè. Đây nè. Năm em mà hết, bốn em đế quái rồi nè. Rồi, à, mã 29 này cũng là 400. Rồi, mã 30. Rồi, 30 lên luôn. 30 cũng 5 cây luôn. Cây 400 gì? Bao ship tới nhà. Tận nhà cuối ngõ luôn. Rồi, hoành cái đó luôn. Cái này đi. Rồi. Cái này có lủng miếng mà rất không sao. Sao vậy? 10 12. Vậy vậy thể cắt ngay chỗ phần nó lủng ghép bòi trời. Rất là đẹp luôn. Ôi, cái nào? Đại cái này đi. Cái kia. Này đi ha. Đại đi, cái nào cũng vậy. Rồi 14 rưỡi. Để đây. Để cái này qua rồi đế. Đi quái lắm. Rồi, xuống cây ha. Rồi, 30. 30 cũng đồng giá 400 luôn. 105 cây. 105 cây, 105 cây. Còn cái nữa hết rồi hả? 31 hết rồi. Rồi, cái 31 hết rồi. Cột bự, tà bá luôn. Đừng muốn nổi luôn ha. Rồi. Rồi, năm em này chắc là... Mà cuối cùng rồi nha cô chú. Rồi. Này đẹp không nè quý vị. 11 rưỡi. Đẹp không ha. Đó. Cái lớn nhất đây. Đây lớn nhất để giữ gì ha. 15. Để đặt luôn. Để đều bốn mặt luôn. Năm này để đẹp không ha. Rồi. Đó. Cái 31 này cũng có giá là 400 luôn. Đó quý vị ơi, cái lô cuối đẹp quá đây. Này là ưu tiên cho quý vị mình xem cuối clip đây nè. Rồi. Nhìn thoáng đẹp cây ha. Rồi hết ha. Rồi hết rồi. Rồi. Chào cô chú, chúc cô chú có một buổi xem live thật là vui vẻ. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ mấy clip vừa qua. Cảm ơn. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem ứng ý mã số nào alo từ clip shop nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.